cắt nè, cái này nè. Rồi chưa lỗi. Là nó chưa chín hả? Chưa chín. Còn cái nào nó chín là giờ nay có nước rồi. Nè. Ừ. Là anh gãy 50 trụ này hả? Ờ, từ đây lên tới cái chớn đó, ngay cho trụ đó. À. Mà anh gãy thấy nó có khác biệt gì không hay là cũng vậy? Không khác biệt nhiều hả? Ừ. Trời, anh lên thuốc trên coi, anh lên 50 trụ cũng vậy. Mà không biết là tại vì phần dưới này thì thuốc 50 trụ này thì nó yếu hơn ở đầu trên. Đúng không? Là nghĩa là xưa nay là gốc mấy này là nó yếu hơn. Lúc nào cũng yếu hơn. Ừ. Là nghĩa anh gãy mấy khúc phân em là gãy khúc yếu này. Ừ. Anh gãy mấy lần đó? Có một lần hả? Cho có một lần mà. Ờ, lần thì nó khác biệt là, nhưng mà anh thấy là cái tỷ lệ mà gãy một lần nhưng mà anh thấy trái ở đây với trái dưới là nó cũng ngang nhau mà. Cũng ngang nhau. Vậy là cũng được anh. Tại vì từ đây xuống dưới này. Từ đây xuống dưới là đã có phần anh. Từ đây trở lên là không có. Từ đây ha. Ừ. À. Rồi trái dưới cũng bự ha. Ừ. Này đủ bữa hổm là mấy bà vút ngoe đủ vô là trời lấy rồi nó ngon rốt cuộc đủ cái chừng chín nó nhỏ cái rút lại hả? Ừ. Là rút là toàn bộ vườn luôn, toàn bộ vườn hết. Là anh nghĩ là không khí nó lạnh hả? Nghĩ trời lạnh. À, mấy cái trái xuống tay neo quá, neo xuống tay neo à? Ừ. Này lố ngày dữ lắm rồi. Đây à. Lố coi bữa mùng 6 hôm nay mùng 9, 10 lố hả? Thường là mùng 7 là có cắt rồi. À. Tối đa là mùng 7. Nay là mùng 9 nè. Đợt này nó lâu chín. À. Vậy là nếu mà bón một lần. Nè anh đưa em có một lần mà. Đưa à. Bịch này với bịch kia đó. Mà bón một lần mà cái dây này xấu hơn dây kia ấy mà trái nó cũng ngang nhau. À. Mà vậy là cũng em thấy cũng được đó. Chứ mà gãy mà nó còn nhỏ hơn nữa là thua luôn. Thì nó ngang nhau thì tại vì khúc nhà nó xấu hơn. Nghe nào nói em nói em nói thiệt. À, nghe. Thì từ đây trở xuống nè. Ờ. Ốp bậy. Phải không? Từ miếng đây chứ. Từ miếng này chút vô em. Đây nè. À. Từ đây xuống dưới. Để em quay cái khúc mà tốt. Rồi đủ chim nó rỉnh nữa. Có chim hả? Trời đủ ăn dữ lắm chứ. Ừ. Cũng bự nè. Mà em nghĩ là do cái phọc phần nó kỹ thuật anh tốt nữa. Tân Phước mà anh làm về là tốt lắm á, mấy dây thanh long rồi. Chưa chịu hả? Đáng lẽ bộ hỏng là nó từ có ăn ở này có lên không nè. Đâu. Ở trên này có lên không nè, mà đủ nó giật dây xuống á, mấy bãi vuốt là nó đủ trái này không bao giờ mà có anh mà nó dưới 600g, 500-600g ráo mười. À. Còn mấy cái này bữa hổm thì anh thấy nó khỏi nói rồi, nó bự anh thấy rồi. Còn mấy cái dạng mà ấy là nó lên dưới nó mà này nó bị sút dây rồi nè. Gì hả? Ừ. Mà cái anh rời cái dây thì nó không có xuống. Anh rời dây không xuống. Mà nếu mà trái nó rút nè, không hiểu nổi luôn. Bữa hổm là nó vừa ửng rồi ha, là dây nó mềm. À. Nó hơi mềm thôi. Rồi chừng 2 bữa sau là dây cứng cho là bình thường mà nó rút trái. À, xui ha. Xui. Lạnh quá nó chịu không nổi. Cái anh cũng như con người mình lạnh quá mình co lại. À, hôm nay phải đắp mà mình co lại nó mới ấm. Hôm nay khủng khiếp luôn. Ừ.